Xin chào các bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến các bạn là một mẫu loa, đây là loa Harman Kardon nhé các bạn. Thì có lẽ là rất nhiều khách nghe đến thương hiệu này. Thì thực tế thương hiệu này ấy, trên xe hơi các bạn chỉ được trang bị cho những dòng xe cao cấp thôi. Ví dụ như là BMW 5 Series hay là Lexus, rồi thậm chí là những cái dòng Bentley đấy các bạn. Đây, Bentley thì họ trang bị hai loại, đó là loa nem và loa này luôn nhé các bạn. Loa rất là xịn luôn. Còn những dòng xe thấp hơn, ví dụ Camry hay là dòng xe gọi là xe hạng D ấy các bạn, thì được trang bị những dòng cao cấp lắm thì dòng xe BGL thôi. Còn thêm một chút nữa bạn với bạn đặc biệt thì được trang bị dòng loa Bose, chứ còn không được trang bị loa này đâu nhé các bạn. Đây các bạn xem qua nhé, đây là hàng mới nguyên thùng nhé các bạn. Đấy, mới nguyên thùng luôn. Đấy, cái này thì mình mở ra mình test rồi mình cất đi cho khách đây. Thực ra cái này là của anh khách lấy rồi, thì sắp tới mình cũng về thêm rất là nhiều loa này nữa. Thì bạn nào có nhu cầu thì ủng hộ mình. Đây, để mình bật loa to và âm thanh to cho bạn nghe nhé. Công suất thì trong thông số thì nó không to, nhưng mà thực tế ngoài nghe rất là to luôn các bạn. Nghe chừng đen rượu đắng bia. Rất là to luôn các bạn. Cái này tiện, các bạn đi đâu các bạn mang rất tiện. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Mỗi loa này bên mình đang bán giá là 3 triệu nhé các bạn. Đó là đối với hàng nguyên thùng. Còn hàng đã sử dụng 1-2 lần ấy, thì giờ tầm 2.6-2.7 thôi nhé các bạn. Đây. Rồi, mình cảm ơn các bạn nhé. Xin chào các bạn.